Monster đây mời các bác chiêm ngưỡng hai vị điệp của hai con âm ly ruột gan rất là khủng. Thì các bác nhìn như thế này thì các bác sẽ thấy con này nó khủng hơn rất là nhiều. Nó là model đàn anh đời lớn hơn của con này. Đây là model của sản phẩm Pioneer Edit 950 và đây là Edit 1050, là dòng đầu số 50, là nó chạy sò sát nha các bác. Hai em này đều chạy 8 con sò sát, rất là khỏe. Con 950 này thì nó công suất 370W và con 1050 650W là dòng âm ly rất là khủng, để các bác chơi với những âm loa bass 40. Có những cái loa mà có lực nảy tiếng bass lớn thì các bác cần những âm ly có công suất lớn như thế này. 8 sổ sách thì các bác đủ để chơi gia đình và có thể hát nhiều ngang. Viết con vang vào là hát thoải mái nha các bác. 1050. Và giá em nó là 19 triệu và 23 triệu 500 ngàn. Giá đã cân đối và em đã bao ship cho các bác nha. Các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi, sau đây mời các bác xem chi tiết của từng con âm ly. Mỗi con em chỉ có một con duy nhất nha các bác. Để em quay series cho các bác cùng xem luôn nha. Cái con 950 thì công suất 370W thì có series là 3393 nha các bác. Các bác dùng không thấy rõ. Series nó là series dập trong nhôm, khác trên nhôm. 3393 nha, con này 3393. Chạy 3 cầu loa. Đấy, chạy 8 sò sét Toshiba chỉ đỏ này nha các bác. 8 sò sét nguyên zin nha và rất là mới nha. Và đây. Đây là con đời lớn 1050. Con này có series là 0423, 1050 là có series 0423, công suất 650W và chạy 8 sò sét nét nha các bác, sò sét nét giống như dòng 1250. Rồi, sau đây mời các bác xem chi tiết em nó. Vâng, tiếp tục là em giới thiệu cho các bác là anh em nhà Pioneer hoặc là Edit 950 và Edit 1010, hai model rất là khủng nha các bác. 1050 thì là dòng lớn. Những dòng này là nó chạy sò sét nha các bác, sò sét. Chạy đều là chạy 8 con sò sét cho chất âm rất là dày và rất thích hợp để các bác nghe nhạc vàng, nhạc cổ điển, nhạc bolero, nó đánh rất là hay. Thể hiện là âm thanh rất là dày dặn, cũng như là khỏe, chất đánh tốt. Với những model chạy sò sét của Pioneer là gồm có là 850, đầu 8 trở lên là 850, 950, 1010, 1050, 1250. Còn cái đuôi 80 là chạy sò thang nha các bác. Chạy sò thang thì thích hợp cho các bác nghe nhạc Tây. Sò thang thì lực đánh nó không bằng sò sét nha các bác. Đó là em nói riêng cái dòng Pioneer nha. Em nào về xuất sắc nha Pioneer 1050 mà 1950 thì em báo giá luôn. 950 là giá 19 triệu, còn con 1050 là giá 23 triệu 500 ngàn. Cho nên mời các bác xem vỏ gỗ của nó rất là đẹp nha. Xuất sắc luôn. Các bác thấy xuất sắc nha. Kéo cạnh rất là đẹp. Tại nhà mới làm nên có ruồi. Cái nước sơn đó các bác, nước sơn tường nó bay mùi. Đấy, ok. Thì em sẽ mở ruột ra thì các bác chiêm ngưỡng hai cái mẫu này. Các bác nào yêu mẫu nào thì alo cho em. Đây là 1050 thì nó khủng hơn, nó to hơn, nó to về cái chiều sâu nha các bác, chiều sâu nó bự hơn, nó chạy tăng phô xuyến. Vâng, các bác có thể thấy hai model này đều là sexy vàng và con 1010 thì tăng phô xuyến và hai tàu lọc nguồn nó lớn hơn. Nói chung là tất cả cấu hình của con 1010 là phiên bản nâng cấp của con 950 nên nó sở hữu là công suất khủng hơn, công suất nó tới 600 mấy nha các bác. Đem coi lại thôi. Công suất con 1050 lên tới 650W nha các bác, 650W. Sexy vàng rất là mới, chạy 8 sò sét tất cả các bo, rất là đẹp luôn nha. Hai tàu lọc nguồn rất là lớn. Tất cả là nguyên zin, máy bãi về rất là đẹp, giá 23 triệu 500 ngàn. Là đối tác của những dòng loa khủng, các bác thích tiếng lực căng thì các bác chọn 1050 là nó công suất lớn hơn. Và trong tầm tiền 20 triệu thì các bác chọn con 950. Thì các bác là có những dòng loa Pioneer thì các bác ghép vào 950 này thì nó đồng bộ, nó sẽ đẹp cũng như là trưng bày tuyệt vời. Những dòng Pioneer này công suất rất là khỏe. Con này thì 370W, đủ các bác chơi thoải mái những dòng loa bass 40 đô lại rồi. Cũng sở hữu là 8 con sò sét các bác ơi. 8 sò sét là tượng trưng cho mỗi con sò là muốn sứ như thế này. Các thấy còn mới đó. Tất cả đều còn nguyên bản hết. Có thể thấy những linh kiện người ta đắp nối này. Hai tàu lục nguồn
rất là mới, sexy mà vàng nha các bác, sexy vàng đẹp xuất sắc luôn nha. Chín 50 giá là 19 triệu nha các bác, 19 triệu. Còn con 1050 là 23 triệu 500 ngàn. Các bác nào chiến không đủ thì em sẽ bớt cơ các bác chút đỉnh, hoặc là các bác có thể lấy dây AV, em sẽ tặng bộ AV nha các bác chiến không đủ. Bộ AV sẽ nó có giá trị nó trên 500 ngàn nha các bác, để lấy làm lọc cho các bác, các bác về kém xài tín hiệu cho nó tốt hơn, nó chuẩn, nó đưa hết tín hiệu xuống âm ly ra loa để các bác nghe một bài hàng nhạc nó tuyệt vời, nó đầy đủ âm thanh, rõ nét, sáng, chi tiết. Và em chào các bác nha, anh em giới thiệu hai con siêu phẩm của Pioneer, đó là SX950 và 1050. Các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình, em ship hàng tận nơi toàn quốc cho các bác nha. Và các bác nào cọc tiền thì em vẫn ship hàng tận nơi cho các bác nha, giá luôn luôn bao ship cho các bác.